hai anh chị em nhé, cực kỳ đẹp này. Đây là bên Việt Pháp đã in hai mặt cho khách hàng anh chị nhé. Đây là một cái quán của các chị khách hàng ở bên chị làm nhà hàng Nhật. Các bạn cực kỳ đẹp anh chị này, con mèo này. Đó, em sẽ quay tiếp cho anh chị xem lúc này. Rất đẹp luôn. Tiếp tục là một chú mèo rất là dễ thương anh chị em. Rất đẹp, rất là sống động anh chị em nhé. Và bên đây tiếp tục là một chú cá nữa, cực kỳ ok. Đó, bên Việt Pháp sẽ in hai mặt khách hàng này. Mình sẽ cho anh chị xem rất là nhiều tranh luôn. Đây lại tiếp tục là một chú mèo nữa, chị rất là thích mèo, mèo dễ thương. Đó, và tiếp tục là một chú cá này. Đó, ok chưa? Đấy, và những bức tranh tiếp theo rất là nhiều các anh chị, rất là nhiều, nhưng mà bây giờ các em chưa có vào thực hiện, em đang đây rất là nhiều anh chị em, bức tranh này rất là nhỏ cũng làm được nhá, hoa đào này. Đó, rất xinh luôn. Mà thiền nó đang. Ok.